Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau tại điểm hẹn cà phê Showbiz. Và tuần này thì chúng ta sẽ không tổng hợp lại những tin tức nữa, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cà phê và bàn luận về một sự kiện, sự việc hay một nhân vật nổi bật của làng giải trí trong tuần qua. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong clip sau đây. Nhân vật đang gây xôn xao gần đây đó chính là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Gương mặt quen thuộc của Bibis không chỉ bởi các bản hit mà còn bởi sự xuất hiện của cô tại nhiều game show trên sóng truyền hình. Vụ việc ồn ào của Hương Giang với Antifan đã là tâm điểm chú ý trong các ngày vừa qua. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một group với cái tên là Anti Nữ Hoàng Đạo Lý với nhân vật chính là cô Hoa hậu Hương Giang đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Và chỉ sau 2 tháng được thành lập, group này đã nhanh chóng đạt tới hơn 100.000 thành viên tham gia. Điều đáng nói là admin chính lập ra group mới chỉ là một học sinh cấp 3. Hoạt động chính của group này chủ yếu đi đào, mổ xẻ lại quá khứ của Hoa hậu Hương Giang cùng với những phát ngôn công khai của cô theo hướng tiêu cực. Nhiều nội dung bình luận trong group còn có hướng chỉ trích bôi nhọ danh dự của nàng hậu. Trước sự việc này, Hương Giang đã có những dòng trạng thái chia sẻ chỉ trong fanpage cá nhân là cô sẽ hành động kiên quyết trước những lời nói xúc phạm của thành viên trong nhóm Antifan. Scandal lần này với Antifan là một cuộc khủng hoảng truyền thông dữ dội, thậm chí còn có làn sóng kêu gọi tẩy chay Hương Giang, người tiêu dùng sẽ không sử dụng sản phẩm của nhãn hàng có Hương Giang làm đại diện. Thay vì nhắm vào một cá nhân cụ thể với hành vi nói xấu bôi nhọ lăng nhục nào đó, Hương Giang lại đánh đồng các hành vi đấy với một cộng đồng. Và vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, Hương Giang đã cho lên sóng được tập đầu tiên của chương trình Sao kết bạn cùng Antifan. Trong đoạn video, Hương Giang đã cùng công an đến nhà người bôi nhọ danh dự của mình để đối chất. Người này cho biết rằng đã từng hâm mộ Hương Giang và chỉ mới ăn tin vài ngày gần đây sau khi đọc hết các bình luận, bài viết trong group anti hơn 100.000 thành viên. Người này bình luận rằng ghét Hương Giang vì thái độ chảnh của cô khi đi cùng thang máy. Và sau khi thoải mái tâm sự hóa giải mọi vấn đề, thì cuối clip hai người còn ôm nhau bỏ qua mọi chuyện. Đây được cho là một hình ảnh đẹp, đẹp bởi chính các cư xử của nàng hậu với Antifan của mình sau bao nhiêu sóng gió. Những sơ suất, những gì chưa toàn vẹn sẽ được dần hoàn thiện. Là nghệ sĩ thì thật khó chiều lòng cả thế giới, nhưng để hóa giải thù hận, ganh ghét thành tình yêu thương thì đó là một phép màu hoàn toàn có thể xuất hiện giữa đời thực. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng biết đứng lên từ những sai lầm đó thì chúng ta vẫn xứng đáng được yêu thương đúng không nào? Chính vì vậy, chúng ta hãy trở thành những khán giả văn minh để xây dựng văn hóa showbiz lành mạnh hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để thư giãn cùng cà phê Showbiz. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!